Mấy hôm nay dân mạng bức xúc ném đá ông phó chủ tịch một phường ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vì tội ra lệnh tịch thu xe và xử phạt một anh công nhân đi mua bánh mì vì ông này coi bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu trong thời gian cách ly xã hội. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị thì bám vào sự cố này để xuyên tạc, nói xấu cán bộ, chế độ. Rất may, chỉ 2 ngày sau, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã gửi thư trực tiếp xin lỗi công dân và xử lý cán bộ phường. Chuyện một số người trốn cách ly, vi phạm cách ly xã hội hay một số cơ sở kinh doanh cố tình ép giá trong những ngày vừa qua cũng là những chuyện gây thất vọng, bị xã hội lên án. Chuyện chưa bao giờ cũ, gây rất nhiều bức xúc trong dư luận và khó khăn cho chính quyền, đó là chuyện tin giả, tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh trong nước, về chủ trương, chính sách và các biện pháp phòng chống dịch trong nước. Mặc dù đã có nhiều biện pháp khá mạnh tay, nhưng ảnh hưởng của những thông tin thất thiệt được một bộ phận người dùng mạng xã hội vô tình chia sẻ, tiếp tay đã gây ảnh hưởng đến nỗ lực của toàn xã hội trong cuộc chiến chống Covid. Điều đáng nói là, tuy những trường hợp như trên không nhiều, nhưng lại được những người dùng mạng xã hội quan tâm chú ý quá mức, bình luận và chia sẻ quá nhiều, vô tình làm cho những câu chuyện này được lan truyền nhanh chóng tới mọi ngóc ngách của xã hội, làm người ta đổi khi có cảm tưởng rằng ở Việt Nam có quá nhiều chuyện tiêu cực so với những chuyện tích cực. Trong những ngày bùng phát dịch bệnh Covid vừa qua, những câu chuyện hay, cảm động là không thể kể hết. Nhiều người ấn tượng bởi câu chuyện về 47 người Rê ở làng Măng, Quảng Ngãi đi làm thuê ở xa do không tìm được xe vì lệnh giãn cách xã hội đã quyết định đi bộ hàng trăm cây số để về quê. Những người này đã được một đơn vị quân đội giúp đỡ, điều động xe để chở họ về nhà. Chuyện một nữ tài xế 9X tình nguyện tham gia nhóm nấu cơm miễn phí cho người dân trong vùng dịch và hàng ngày chuyên chở các ca F0, F1 đến khu cách ly cũng được nhiều người khen ngợi. Người nước ngoài hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết ở Việt Nam những chiếc máy bay được tháo ghế hành khách để vận chuyển thuốc men, máy thở, các thiết bị y tế đến các vùng dịch, tàu cách ngầm tháo ghế chở rau xanh, xe đặc chủng quân sự chở gạo, các thực phẩm thiết yếu, các khách sạn sang trọng dùng để phục vụ người bị cách ly, những siêu thị không đồng, cây ATM thực phẩm miễn phí phục vụ người nghèo. Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid, nhưng đến thời điểm này, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng tương đối ổn định, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm tốt. Việt Nam vẫn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao và tin tưởng. Đây chắc chắn là một tin vui đối với tất cả mọi người, nhất là trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực và trên thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Thực tế là trong những ngày dịch bệnh bùng phát có rất nhiều những câu chuyện người tốt. Việc tốt là minh chứng rõ ràng về những giá trị đạo đức, tinh thần tốt đẹp của dân tộc và sức mạnh của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Những câu chuyện này đã được cộng đồng chia sẻ, nhưng lẽ ra cần phải được chia sẻ nhiều hơn nữa, để nỗi buồn thì giảm nửa, còn niềm vui để nhân đôi. Để nỗi buồn